Vân Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình của VNTV buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay, Vân Anh xin được quý vị một lần nữa chào đón sự trở lại của Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng. Dạ, chúng con xin chào cha. Chào chị Vân Anh. Thưa quý vị, Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng là linh hướng của Hội Bác Ái Francisco. Chúng ta biết đó là một hội thiện nguyện đã rất là quen thuộc trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Và để hiểu rõ hơn về những cái thành quả trong năm qua mà hội đã gặt hái được, cha Trịnh Tuấn Hoàng sẽ chia sẻ với quý vị trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Dạ, con mời cha. Vâng, xin cảm ơn chị. Trước hết xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình VNTV ở San Diego. Tôi là Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng. Hôm nay rất là hân hạnh để được trở lại cùng thư chuyện của quý vị, cũng như xin được nói lên bản phúc trình trong năm làm việc của hội trong năm qua 2011. Thì quý vị đã từng biết Hội Bác Ái Francisco, những người làm công việc của hội là hoàn toàn làm việc một cách bác ái vô vị lợi, và phần lớn là gần như 95% là các nhà tu làm việc với nhau. Do đó, chương trình từ thiện Bác Ái Francisco đã mang lại rất nhiều lợi ích cho người nghèo khổ, đặc biệt là bệnh nhân phong cùi được giúp đỡ, cũng như trẻ mồ côi khuyết tật và những người già không có người chăm sóc, và những cơn bệnh hiểm nghèo như là bệnh suy tim bẩm sinh, hoặc là chương trình bảo vệ sự sống, chống lại sự phá thai mà chúng ta vẫn đang làm từ xưa đến nay. Thì Hội Bác Ái Francisco ngày hôm nay đã có bản phúc trình cuối năm, xin được hân hạnh để thư chuyện cùng quý vị. Trước tiên hết thì cầu chúc quý vị trong một năm qua đã đồng hành và tiếp tục đồng hành với hội trong những năm tới. Xin nguyện chúc và xin ơn trên trả công bội hậu cho quý vị ân nhân mạnh thường quân đã và đang đóng góp cho chương trình từ thiện Bác Ái vô vị lợi này. Hội làm việc thì không phân biệt tôn giáo sắc tộc nào cả. Từ xưa đến nay thì hội làm việc với tất cả các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo khác nhau. Phần lớn là các ni sư, thượng tọa, đại đức và rất đông các nữ tu cũng như các một số linh mục làm việc với hội từ khắp các miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam. Và hội cũng giúp đỡ cho 44 làng người Việt Nam đang sống tha hương, đau khổ ở Campuchia. Và kính thưa quý vị, chương trình của hội ngày hôm nay chỉ nói riêng về chương trình giải phẫu tim cho bệnh nhân bị bệnh suy tim bẩm sinh và đặc biệt là trẻ em nghèo, thì hội đã cứu được đến em bé thứ 1034 rồi thưa quý vị. Sắp tới hội sẽ có một cái cuốn tập san sẽ phát hành ra, đặc biệt là gửi tặng cho những ân nhân mạnh thường quân đã bảo trợ cho những em được bị cứu sống trong chương trình bảo trợ cũng như là mổ tim, suy tim bẩm sinh. Thì trong cái chương trình đó thì ví dụ như em Nguyễn Văn A được ông bà Phan Văn B bảo trợ thì ta có tên và có hình ảnh đầy đủ. Cũng như hội sẵn sàng là cái nhịp cầu để quý vị về thăm và bắt một nhịp cầu thông cảm, cũng như là hội sẵn sàng chuyển những lá thư của ân nhân mà các em bệnh nhân chuyển sang để gửi đến cho quý vị mạnh thường quân. Thưa quý vị, chương trình giải phẫu mắt, đôi mắt này rất là quan trọng. Từ xưa đến nay thì hội đã giải phẫu mắt cho trên 7.000 người rồi. Chỉ riêng năm vừa qua thôi cũng đã trên 1.000 người nhận được sự giúp đỡ của Hội Bác Ái Francisco mà không phải tốn chi phí nào cả. Phần lớn đây là những người nghèo khổ, có những người đã bị mù đôi mắt trên 30 năm, 40 năm mà không có $100 để đi giải phẫu mắt. Và Hội Bác Ái Francisco đã có một ekip bác sĩ về tận nơi để giúp và giải phẫu mắt. Hàng năm như vậy, mỗi đợt chúng tôi giải phẫu trên 300 người và giải phẫu 4 đợt như thế. Chúng tôi vừa xong một chuyến đi công tác trở về và chương trình làm việc vẫn mỗi ngày một tiến triển tốt đẹp. Và chương trình của hội nữa là chương trình bảo vệ sự sống. Đây là một cái chương trình mà phải nói là rất là mạnh dạn để làm thưa chị Vân Anh. Yeah. Là bởi vì nhà nước Việt Nam họ rất là ngăn cấm cái việc này. Yeah. Nhưng mà vì tình yêu thương, vì mình nghĩ đến mạng sống của các em bé mà không có được bảo vệ, mà chính những người mẹ lại mang những đứa con này đi phá thai. Do đó, hội đã qua các bàn tay của các ni sư và các nữ tu đến các nhà bảo sanh để mà ngăn chặn những bà mẹ này, để khuyên những bà mẹ trẻ này giữ lại thai nhi và sanh nở cho an toàn. Rồi sau đó, người mẹ đó có thể là nhận nuôi đứa bé đó hoặc là không nuôi. Thì nếu không nuôi thì các sư cô sẽ nuôi, các nữ tu, các ma sơ sẽ nuôi. Và đến giờ này chúng tôi đang nuôi như vậy là đến 758 em bé thưa quý vị. Nuôi mỗi ngày. Và nó lại bắt sang một cái nhịp cầu mới nữa. Ngoài cái sự mà chúng ta phải chôn những thai nhi bị phá thai rồi đó, đến giờ này thì hội đã chôn trên 200.000 thai nhi rồi thưa chị. Trên 200.000 thai nhi. Mà các địa điểm chôn phần lớn đó là ngay ở Sài Gòn, ở Thanh Đa, và đi xa hơn nữa là ở Pleiku, Kon Tum, ở Phan Thiết, vân vân. Và hội đang làm những công việc này mỗi ngày. Và thưa quý vị, một cái chương trình kế tiếp nữa mà xin được cảm ơn quý vị mạnh thường quân giúp đỡ trong năm qua là chương trình bảo trợ bé mồ côi 1 đồng 1 ngày. Với chương trình 1 đồng 1 ngày, chúng tôi đã đặc biệt được sự ưu ái của quý vị đồng hương tại San Diego trong bữa cơm gây quỹ vừa qua ở cuối tháng 9 năm 2011, và đã được rất nhiều mạnh thường quân tại San Diego bảo trợ, tức là bảo trợ một em bé đóng góp 365 đồng một năm. Thì với chương trình này, chúng tôi vừa mới trở về Việt Nam để thăm các em bé được sự giúp đỡ.
Thì thưa quý vị, những dòng lệ tuôn trào, những giọt nước mắt cảm động là bởi vì các cháu ngày hôm nay dám mạnh dạn gọi là có cha, có mẹ, tức là có người đỡ đầu ở hải ngoại. Tức là nhất là các quý vị mạnh thường quân ở San Diego. Có những cháu đã đọc lên những cái lá thơ rất là tâm tình, rất là thương, mà chính những chúng tôi là những người cộng tác viên về và lắng nghe những lá thơ đó của các cháu đọc mà mình phải cũng phải rơi lệ luôn, cũng phải khóc. Là bởi vì đời người, nhất là các em bé mà không biết cha là ai, không biết mẹ là ai, ngày hôm nay quá vui mừng vì được gọi hai tiếng cha mẹ là những nhà hảo tâm, những nhà bảo trợ ở hải ngoại. Thì chương trình này quý vị có thể đóng góp 365 đồng một năm, hoặc là có thể chia đều ra 12 tháng, gửi tiền đến cho hội, rồi hội sẽ là cái nhịp cầu hoàn toàn vô vị lợi. Chúng tôi chuyển hoàn toàn, xin lặp lại, chúng tôi chuyển hoàn toàn tiền của quý vị về để nuôi các cháu bé mồ côi này. Chúng tôi bỏ công sức, tiền STEM bưu điện, tài chánh cũng như nhân lực để làm những công việc này cho tới nơi tới chốn. Và trong năm qua, bản phúc trình của Hội Bác Ái Francisco cho thấy hai chương trình giúp đỡ đông người nhất là chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí, và chương trình phát tặng gạo cho những người nghèo khổ, bị thiên tai bão lụt, những người già không có người chăm sóc, những người bệnh nhân phong cùi và những người bị mù lòa, bị mù hẳn đôi mắt luôn, tại vì không có thể đi làm kiếm tiền hoặc là kiếm ăn được. Thì chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí trong năm qua đã giúp đỡ được cho trên 155.000 người thưa quý vị. Là hội có các ni sư học chương trình Đông Y Sĩ, cũng như các nữ tu ở khắp nơi, có những nữ tu làm y tá trong nhà thương nhiều năm và nay đã về hưu và cùng cộng tác với nhau. Chúng tôi có những chương trình đi khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho những làng xa xôi, hẻo lánh, di động đi từ vùng này đến vùng khác, từ tỉnh này đến tỉnh nọ, đi suốt luôn cả 25 giáo phận ở bên Việt Nam, từ Bắc Trung Nam Việt Nam. Cũng như chúng tôi cũng đã đưa đoàn bác sĩ này là những tình nguyện viên của hội sang tới tận Campuchia, đến khám bệnh và phát thuốc cho các em bé Việt Nam ở 44 làng khác nhau. Và kèm theo nữa lại có thêm chương trình nhổ răng cho trẻ em nữa. Chương trình nhổ răng chị Vân Anh biết không, rất là vui. Dạ vâng. Các cháu nhìn thấy nhổ răng thì sợ lắm. Dạ. Nhưng mà bởi vì các cháu nó mê cái bốn cái bàn chải đánh răng. Oh. Rồi nó mê được một gói quà, trong đó có tập vở, có bánh kẹo, tại vì mình muốn khuyến khích cho các cháu đi nhổ những cái răng sữa đi đó. Dạ vâng. Thì sau này răng mọc ra sẽ đẹp hơn. Do đó, chỉ có một buổi sáng thôi. Tức là bắt đầu làm từ 8 giờ sáng mà đến 12 giờ trưa. Cứ mỗi ngày như vậy hội nhổ khoảng chừng trên 250 cái răng. Wow. Ghê gớm như vậy. Đó là cái chương trình mà chúng tôi thấy rất là hữu ích mà giúp đỡ cho rất là đông người. Trên 155.000 người nhận được sự giúp đỡ của riêng một chương trình là khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Còn nạn nhân bão lụt trong năm qua thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều. Rồi những người mù lòa không có thể nào đi xin được. Yeah. Tội nghiệp lắm chị Vân Anh, có những người thì mù lòa. Mình gặp ở ngoài đường, mình hỏi thăm, mình nói chuyện đó, thì họ không có recognize, không có nhận ra được đây là đồng tiền bao nhiêu. Họ đoán mà cũng bị sai nhiều. Yeah. Do đó làm sao mà họ bán vé số mà có thể đếm đúng được. Yeah. Họ bị lừa gạt cũng có, họ bị giật cũng có rất nhiều. Và sau cùng chúng tôi giúp đỡ cho những người này có gạo hàng tháng để ăn. Thực sự giúp cũng không hẳn là đầy đủ lắm. Yeah. Là bởi vì cứ 10kg gạo một tháng thì cũng đủ cho họ sống vừa đủ thôi. Yeah. Là tiền gạo thôi chứ không dám làm chuyện gì khác. Riêng chương trình đó cũng trên 150.000 người nhận được sự giúp đỡ. Thành ra Hội Bác Ái Mexico trong một năm giúp đỡ cho trên 300.000 người thưa quý vị. Chúng tôi làm được những việc này là chính nhờ các nhà hảo tâm mạnh thường quân đóng góp. Nếu như quý vị không đóng góp, không có sự yêu thương của quý vị, không có sự giúp đỡ của quý vị, thì quả thật Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng cũng như các cộng tác viên không làm gì được hết. Tôi xin thay mặt cho trên 300.000 người nhận được sự giúp đỡ, chân thành cảm tạ tri ân. Kính chúc quý vị và gia đình được cuộc sống vui tươi, an lành và hạnh phúc. Cảm tạ quý vị đã giúp đỡ trong năm qua và xin kính chúc quý vị trong năm mới được đời sống an khang thịnh vượng và tiếp tục giúp đỡ cho người nghèo khổ qua chương trình Hội Bác Ái Francisco. Xin thay mặt cho họ, tôi xin trân trọng và cúi đầu cảm tạ quý vị. Vâng, thưa quý vị vừa theo dõi bản phúc trình về những thành quả trong năm qua của Hội Bác Ái Francisco qua sự trình bày của Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại sau phần thông tin thương mại. Trung tâm điều dưỡng ngắn hạn và dài hạn thật khang trang và sạch sẽ tại Point Loma Convalescent Hospital với đầy đủ dịch vụ cho người Việt Nam, giúp bệnh nhân Việt Nam cảm thấy thoải mái và an tâm, không bị lạc lõng và sợ sệt, nguy hiểm vì bất đồng ngôn ngữ. Để người thân của quý vị được chăm sóc và tập luyện một cách chu đáo, giúp bình phục nhanh chóng, xin liên lạc với cô Nguyễn Thái Oanh tại Point Loma Convalescent Hospital 619-203-4170. Quý vị
vị cần mua nhà đẹp bán nhà nhanh hãy gọi ngay Nguyên Coronado, chuyên viên địa ốc ở San Diego gần 30 năm qua, quảng cáo rộng rãi trên toàn nước Hoa Kỳ và cả thế giới, sẽ giúp quý vị bán nhà nhanh qua hệ thống tinh vi networking để xem tất cả những căn nhà quý vị muốn xem, dù bất cứ công ty địa ốc nào đang bán hoặc ở bất cứ địa điểm nào. Mua nhà qua Nguyên Coronado, quý vị sẽ được hướng dẫn phong thủy hoàn toàn miễn phí. Nguyên Coronado giúp quý vị thương lượng với ngân hàng short sale. Nguyên Coronado 858-456-9443, email nguyen@nguyencoronado.com. Cần tiền mà không biết vay ở đâu, hãy để Quick Cash Funding giúp bạn. Quick Cash Funding là nơi quý khách có thể vay tiền từ chiếc xe của mình mà vẫn giữ xe để sử dụng, không có debit không sao. Chúng tôi bảo đảm phần lợi thấp nhất. Khi cần tiền mặt, hãy đến Quick Cash Funding. Uy tín, nhanh chóng, tận tâm, có nhiều địa điểm phục vụ quý vị: San Diego, Anaheim, Westminster, Los Angeles, Gardena, Monterey Park và San Jose. Xin liên lạc 858-715-1555 hoặc 1866-995-9916. Saigon Bistro and Grill Restaurant, 16769 Bernardo Center Drive, 858-618-2400. Thưa quý vị, buổi nói chuyện của Linh Mục Trịnh Tấn Hoàng về những sinh hoạt của Hội Bác Ái Francisco xin được trở lại với quý vị ngày hôm nay. Thưa quý vị, qua cái phúc trình thành quả trong năm vừa qua của Linh Mục Trịnh Tấn Hoàng thì thấy là hội đã làm quá được nhiều, xoa dịu bớt nỗi đau của vô vàn những người bất hạnh, phải không cha? Tuy rằng chúng ta không có làm đủ nhưng mà một phần nào đây là một công việc rất là hữu ích, và con xin mời cha tiếp tục cho cái chương trình sắp tới. Trong năm tới thì mình cái chương trình cũng vậy, hay là có cái gì đặc biệt cho năm tới không thưa cha? Vâng, cảm ơn chị Vân Anh. Thực sự Hội Bác Ái Francisco làm được công việc này là trước hết là do sự đóng góp yêu thương của quý vị đồng hương hải ngoại. Mỗi khi chúng tôi về trao những bao gạo cho những người nghèo, đầu óc tôi luôn luôn nghĩ về quý vị đồng hương hải ngoại. Là bởi vì đây là sự hy sinh chắt chiu, sự hy sinh đóng góp của quý vị vào trong chương trình từ thiện. Và đặc biệt là hội cũng cảm ơn các cơ quan truyền thanh báo chí, đặc biệt là đài VNTV ở San Diego. Chương trình truyền hình này đã và đang đồng hành với hội trong suốt thời gian qua, và mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục để mang những thông tin này đến cho những người đồng hương của chúng ta, đặc biệt là tại vùng San Diego. Phải không thưa chị Vân Anh? Dạ vâng. Mình vừa mới đi một chuyến công tác trở về. Thực sự là nói là một thì không đúng, nó thực sự nó là 4 chuyến công tác cùng trong một thời gian. Là bởi vì khi tôi về Việt Nam, như vậy là suốt liên tục 2 tháng cuối năm vừa qua, để trước hết là lấy những bản phúc trình, những cái báo cáo report lại, bởi vì hội phải report cho sở thuế. Yeah. Do đó, cái đó là chương trình làm hàng năm chúng tôi phải làm tròn bổn phận của mình. Và trong lúc ở bên Việt Nam như vậy đó thì các đoàn của anh chị em Việt Kiều chúng ta về thường xuyên. Yeah. Có một số đông các anh chị em Phật tử từ Philadelphia liên lạc đến hội và đã về tới tận Việt Nam, đóng góp vào trong chương trình như vậy là trên 10.000 đô la. Và tôi đã chia ra theo cái phần đóng góp đó để dẫn đi những cái chuyến đi ủy lạo. Đặc biệt là ủy lạo cho những người bệnh nhân phong cùi mà không có trại gì hết. Tức là những người phong cùi mà sống ở trong rừng, thưa quý vị. Nói tóm lại, đây là những phần lớn là những người thiểu số. Và các anh chị em này rất là cảm động khi nhìn thấy những bệnh nhân phong cùi như thế. Quý vị biết không, có những bàn tay mà tôi xòe bàn tay ra để bàn tay của họ lên đó thì không thấy ngón của họ đâu hết. Không? Thành ra những anh chị em Phật tử đi cùng với hội đó về rất là cảm kích. Và trong những ngày vừa qua thì tôi vừa mới trở về sau một tuần lễ về đến Hoa Kỳ này, thì tôi đã nhận được sự yêu thương cũng như đóng góp của các anh chị em Phật tử ở Philadelphia. Sau chuyến đi công tác trở về, mang một số hình ảnh về cho bà con, bạn bè, rồi bây giờ lại gửi giới thiệu cho nhau để đóng góp cùng với hội, để đồng hành với hội. Bởi vì hội làm việc bác ái vô vị lợi, thưa quý vị. Chúng tôi không có tính chi phí thù lao gì, tự túc hết. Tất cả các anh chị em đều tự túc về tài chính cho chi phí của mình hết. Do đó bảo đảm sự đóng góp của quý vị được đến tận tay người nghèo 100%. Và trong chương trình sắp tới của Hội Bác Ái Francisco như vậy là chúng tôi có những chuyến đi công tác thường xuyên. Và trong mùa hè thì cũng mong rằng có những anh chị em trẻ đó mà có khả năng sinh hoạt hoặc là dạy tiếng Việt hoặc là dạy tiếng Anh cho trẻ em Việt Nam ở những cái làng, đặc biệt là các làng người Việt Nam ở Campuchia. Ở Campuchia thì như quý vị đã biết rằng người Việt Nam chúng ta đến đó từ những thập niên 40, 50, 60, 70, 80, 90. Do đó liên tục 60 năm mà người Việt Nam cứ sang bên Campuchia để sinh sống và làm việc. Và giờ nay họ gọi họ là người Campuchia mà cũng không đúng, mà họ là người Việt Nam cũng không được. Là bởi vì họ tha hương mà không có giấy tờ quốc tịch ở một nước nào cả. Do đó gần như là dám nói rằng trên 80% người Việt Nam sống ở Campuchia là không có giấy tờ, đều sống bất hợp pháp hết. Mà chúng tôi ước tính rằng đó có gần 1 triệu người Việt Nam sống ở Campuchia, trong một cái tổng số dân số của Campuchia là 15 triệu người. Cá nhân tôi đã làm việc ở Campuchia như vậy là 10 năm nay rồi, và đã tìm hiểu rất là cặn kẽ. Và bắt đầu là
vào trong cái chương trình mà ngăn chặn để cho các em gái Việt Nam đừng có đi bán cà phê hoặc các quán karaoke rồi đi vào con đường mại dâm. Hoặc là một số thì các em bị bắt buộc phải đi vô cho cái con đường đó là bởi vì bố mẹ mắc nợ, không có thể trả được. Người Campuchia họ đến người ta gán nợ, người ta bắt con trừ. Cho nên mất tâm biết tích, là không biết cha mẹ là ai hết. Thì ban đầu là muốn cứu những em này, nhưng mà trên thực tế có nhiều lý do mà suốt 10 năm qua chúng tôi không cứu được một em nào. Phải thú thật với quý vị là như vậy. Là bởi vì các em khi mà bị vô đây đó, nó trở thành tài sản của bọn côn đồ Yukon rồi. Mà nó lại được cảnh sát bảo vệ là bởi vì cảnh sát ăn tiền của bọn côn đồ này. Cho nên nó giống như một cái hệ thống mafia, không thể nào mà cứu những em đó ra được. Tôi thấy trước mắt có một số em được cưới ra. Cưới tức là có một anh người Nhật anh đến anh cưới một em gái Việt Nam mang ra. Mới có buổi sáng buổi chiều thôi em bé đó bị xe đông chết liền. Tức là họ nhắm vô, họ giết ngay. Là họ không có muốn cho những cái information đó, nó leak ra ngoài. Cho nên thứ nhất là không có quốc tịch. Thứ hai mình cứu ra xong mình không thể nào 24 giờ đồng hồ để chăm sóc em bé đó đầy đủ được. Cái thứ ba nữa là cứu xong rồi mang đi đâu? Tại vì mình không thể nào ở đó, mình cũng phải đi. Đi công tác hoặc đi công việc hoặc mình phải về Mỹ chẳng hạn vậy. Cái thứ bốn nữa là các em nó vô đó nó bị nghiện ngập rồi. Vô bị nghiện ngập rồi thì nó tự động nó tìm con đường nó trở vô để nó hút sách tiếp thôi, chứ còn không có cách nào cho nó đi ra được. Bản thân em nó cũng không muốn ra. Không ra có thể là bởi vì nghiện ngập, mà cũng vì không muốn ra là bởi vì nó quá sợ. Bởi vì những đàn anh đàn chị đã dặn rồi, mày ra trong vòng 12 tiếng đồng hồ mà không tự động kiếm đường trốn trở lại thì đàn em gặp ở đâu giết ở đó. Do đó có rất là nhiều lý do mà chúng tôi không cứu được những em bé trong các ổ mại dâm. Sau cùng Hội Bác Ái Francisco có một cái giải đáp cuối cùng là dùng chương trình dạy học giáo dục để đến gần với các trẻ em Việt Nam ở 44 làng và ngăn chặn để cho các em học hành và giáo dục nhân bản cho các em để tránh xa tội lỗi và đừng có để cho mình rơi vào con đường mại dâm như thế. Rồi từ từ chúng tôi ngăn chặn cái số đông ở bên ngoài. Tại vì cái số nằm trong ổ mại dâm chỉ là 1% thôi. Còn ở bên ngoài là 99%, con số rất là đông. Mà các em gái mỗi ngày mỗi lớn lên ở trong các cái làng người Việt Nam, 44 làng. Do đó chúng tôi giáo dục cho các em và giáo dục luôn cả phụ huynh nữa. Những nơi mà Hội Bác Ái Francisco đã và làm việc trong những năm qua, chúng tôi có 38 lớp học tình thương miễn phí cho con em người Việt Nam. Các em đi học hoàn toàn miễn phí. Hội Bác Ái Francisco cung cấp, chu cấp đầy đủ giấy bút tập vở và phòng lớp học cho đàng hoàng cho các cháu. Là bởi vì các cháu là một cái thế hệ được sanh ra không may mắn lắm, ở một nơi rất quá nghèo, sống thậm chí là sống trên ghe, trên bè, trên xuồng, rồi phải di chuyển di động khắp mọi nơi, thấy không? Cho nên đời sống là không có được giống như một đứa trẻ bình thường. Và Hội Bác Ái Francisco đã đến để giúp cho chương trình giáo dục, giúp cho chương trình medical care, khám bệnh và phát thuốc cho các cháu, cũng như là nâng đỡ và giáo dục cho các gia đình để về đường hướng giáo dục dạy dỗ con cái. Từ từ chúng ta kèm theo cả việc đạo đức. Mà thưa quý vị biết rằng những người sống ở bên Campuchia phần lớn, chúng tôi đã nói là hội làm không phân biệt tôn giáo mà. Do đó chúng tôi đã kết hợp với các nhà chùa để cùng làm việc với nhau tại bên Campuchia rất là nhịp nhàng. Cá nhân tôi đã và dấn thân tận đến những nơi xa xôi hẻo lánh nhất để tìm thấy sự thật, để nói lên sự thật, để quý vị đồng hương hải ngoại cùng bắt một nhịp cầu thông cảm. Và ngày hôm nay khi mà một số đông Việt kiều hải ngoại về Việt Nam, nhất là đi đến vùng Siem Reap á, mà đi ra cái vùng Siem Reap theo khách du lịch á, thì quý vị cẩn thận, kẻo dễ bị lừa. Là bởi vì ở Siem Reap có một cái nhà trường của nhà nước Việt Nam làm ở nơi đó, do quân khu 7 họ xây một cái dãy trường học như vậy, là 5 lớp học liên tục mà bè nổi trên sông. Người Việt mình hải Việt kiều về thấy thương quá, cái ghé vào đó cho tiền, nhưng mà cho vô đó là mất hết. Do đó quý vị xin vui lòng cần tìm hiểu gọi cho chính tôi. Tôi là Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng, điện thoại 714-213-2111. Tôi biết rất là rõ ngọn ngành chi tiết như thế nào để làm sao đồng tiền của quý vị, sự yêu thương của quý vị đến đúng nơi, đúng chỗ. Và Hội Bác Ái Francisco trong chương trình của giúp đỡ trẻ mồ côi khuyết tật, bệnh nhân phong cùi, những người mù lòa thì luôn 26 chương trình liên tục vẫn làm việc. Và năm tới thì chúng tôi nhắm mạnh về chương trình dạy nghề cho trẻ em Việt Nam ở Campuchia. Đó là cái mục đích muốn đạt tới của năm 2012. Và thưa quý vị, chỉ có cái nghề hoặc là có chương trình giáo dục thì tương lai các em sẽ tự tin hơn và sẽ tươi sáng hơn, thay vì các em cứ 14 tuổi là vô ổ mại dâm, 14 tuổi là vô quán cà phê, 14 tuổi là đi vô quán karaoke. Thành ra là cuộc đời của các em trở nên tăm tối. Và có những em rất là tội nghiệp, sau khi bị mang những cái chứng bệnh hiểm nghèo ở trong các ổ mại dâm, bọn du đảng nó đã mang các em nó trói lại, nó để ở ngoài ruộng đó, trong một cái nhà lá lụp sụp đó, nó phóng hỏa đốt luôn chị. Do đó nhìn rất là đau khổ. Mà những câu chuyện này ở người nước ngoài không biết được. Chỉ có chính người trong địa phương người ta kể cho mình, người ta thấy, người ta nói mới nói mình mới biết được.
Và chính tôi đã lặn lội khắp nơi hang cùng ngõ hẻm ở Campuchia suốt trên 10 năm nay rồi thưa quý vị. Và tôi bảo đảm với quý vị những gì tôi thấy, tôi thành thật để chia sẻ cùng quý vị là bởi vì tôi có điều kiện và cái may mắn được đi đến tận nơi, đi đến tận chỗ. Suốt 2 tháng vừa qua, chúng tôi đã đi như vậy là khắp ở Việt Nam và Campuchia đó. Chúng tôi đi trên 4.000 cây số. Thì đó, quý vị có thể tưởng tượng là tôi đi đến chừng nào, đi xa đến chừng nào, Đông Tây Nam Bắc, rồi đi khắp mọi nơi hết. Đông Tây Nam Bắc ở Việt Nam cũng như Campuchia. Vâng, thưa quý vị, những câu chuyện đầy xúc động trong suốt quãng hành trình trong công việc làm hướng thiện của Hội Bác Ái Francisco qua sự trình bày của Linh Mục Trịnh Tấn Hoàng. Còn cảm ơn cha rất là nhiều. Vì thời gian không cho phép, chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Xin chúc cho Linh Mục Trịnh Tấn Hoàng cũng như là Hội Bác Ái Francisco càng ngày càng có nhiều sự ủng hộ của các thiện nguyện đến với hội. Cảm ơn chị Vân Anh, cầu chúc cho quý đài gặt hái được nhiều thành công trong năm mới. Cũng như xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị ân nhân mạnh thường quân, đặc biệt là quý vị khán thính giả của đài truyền hình VNTV ở San Diego sang một năm mới 365 ngày an lành, hạnh phúc. Trân trọng kính chào. Xin kính chào quý vị.